Video ngắn này thì mình xin phép giới thiệu một chút về thông tin cá nhân, về công việc, sở thích cũng như một chút về bản thân mình nhé. Let's go! Mình tên là Thanh Tâm, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình đó là một cô giáo dạy tiếng Anh. Mình rất là thích cái nghề dạy tiếng Anh của mình. Mặc dù ngày xưa thì mình không được học về cái chuyên ngành dạy tiếng Anh, mình là dân kinh tế, nhưng mà mình có một đam mê rất lớn về ngoại ngữ. Và sau này thì tiếng Anh hay là cô giáo đã trở thành một cái duyên cũng như là nghề nghiệp của mình cho đến thời điểm này. Và mình rất là thích cái công việc này của mình. Ngoài công việc dạy tiếng Anh ra thì mình có một số cái công việc xung quanh làm thêm mà mình rất là thích. Ví dụ như là cái công việc mình làm YouTube, mình làm một số hoạt động về Internet Marketing, hoặc là mình viết sách. Và một trong những hoạt động khác đó là bán hàng online hoặc là đi phiên dịch. Mình thì có hai cái sở thích rất là lớn đến thời điểm này, lớn nhất cho đến thời điểm này. Đó là cái sở thích đầu tiên đó là đọc sách. Thì mình rất là thích đọc sách, từ nhỏ mình đã rất thích đọc rồi. Và đến bây giờ thì cái lượng sách của mình rất là nhiều, đằng sau là một phần trong những cái giá sách của mình. Bây giờ mình có rất là nhiều sách, nên nỗi mình còn phải đi cho bớt hoặc là cho tặng bớt những cái cuốn sách mà mình thấy hay hoặc là có giá trị, mà mình cho tặng những người bạn mà để họ cũng nhận được những cái giá trị đó hay giống như mình. Và mình thấy là sách thực ra là thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Mình lớn lên và mình trưởng thành hơn qua những cái cuốn sách, mình làm bạn với những cuốn sách. Và đôi khi trong cuộc sống mình gặp những cái điều bế tắc mà mình không biết tìm câu trả lời ở đâu, thì sách là người bạn giúp mình tìm những câu trả lời khi nhanh nhất và lúc mà mình đang bế tắc nhất. Đối với mình, sách là một người bạn rất lớn trong cuộc đời mình. Và mình nghĩ là từ bây giờ đến sau này thì sách vẫn luôn luôn là một người bạn trung thành và luôn luôn đi cùng với mình.